Chương 61 rộng lượng. Đang nói chuyện, Cơ Quảng tranh thủ thời gian kêu lên. Chỉ là lúc này đã chậm, Hải Dực Báo đã nghe thấy được Đình Bố Nhị thanh âm, lập tức đầu này Hải Dực Báo một cước đem mặt khác cái tên kia người sống sót đá bay, sau đó nhào về phía mà Mạc Vô Kỵ bên này. Mọi người cùng nhau xông lên, gặp Hải Dực Báo đánh tới, Cơ Quảng nắm được trường đao. Cái thứ nhất nhào tới, Cơ Quảng nhào tới, Cao Quyền cũng thụ thương, Tôn Lệ Viêm cũng rút ra binh khí xông tới. Đinh Bố Nhị mặc dù sức chiến đấu yếu kém, nhưng tại đây hắn đưa tới sự tình, tự nhiên không có do dự xông tới. Năm người chỉ có Mạc Quốc Kỵ không có xông lên. Mạc Quốc Kỵ chẳng những không có xông lên, càng là không nhúc nhích. Không phải hắn sợ chết, mà hắn đang nghe Cơ Quảng nói vốn tiễn thú về sau, hắn một mực đang chú ý bốn phía. Đầu này Hải Dực Báo có bốn người xuất thủ, hẳn có thể ngăn trở. Hắn liền đi lên hay không cũng không quan hệ lớn. Ngược lại là vừa rồi một tiễn bị bắn thương Tôn Lê Viêm phún tiễn thú, càng làm cho Mạc Quốc Kỵ kiêng kỵ. Mình thường dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Mạc Quốc Kỵ lo lắng hơn chính là trốn ở bên trên phún tiễn thú. Sự tình quả nhiên cùng Mạc Quốc Kỵ đoán đại khái không sai biệt. Có khoảng bốn người trên cơ bản chặn được Hải Dực Báo công kích. Hải Dực Báo lực lượng rất lớn, cũng không linh hoạt. Vây công Hải Dực Báo bốn người ngoại trừ Đinh Bố Nhị bên ngoài, Cơ Quảng ba người hiển nhiên trải qua chiến trận, kinh nghiệm phi thường phong phú. Bốn người cùng Hải Dực Báo đánh thành ngang tay. Đáng tiếc Tôn Lê Viêm bị thương, hành động không phải là rất thông thuận. Hải Dực Báo ỷ vào lực lượng lớn, mạnh mẽ đâm tới. Vẹn vẹn qua vài phút, Đinh Bố Nhị nhược điểm liền lộ ra, lại một lần nữa lùi về phía sau, chậm một cái xoay người. Hải Dực Báo há miệng liền cắn về phía Đinh Bố Nhị. Đinh Bố Nhị chiêu thức dùng hết, căn bản không có cơ hội biến hướng. Mắt thấy Đinh Bố Nhị liền bị Hải Dực Báo lướt mắt, Mạc Quốc Kỵ rốt cuộc cũng không lo được, liền lao ra một thời điểm. Một đạo màu đen bóng dáng giống như mũi tên cấp tốc bắn về phía Cơ Quảng. Mạc Quốc Kỵ tại đây thấy Cơ Quảng phóng tới Hải Dực Báo cứu Đinh Bố Nhị thời điểm, hắn trước tiên cải biến phương hướng. Có Cơ Quảng xuất thủ cứu Đinh Bố Nhị, hắn chỉ cần giúp Cơ Quảng ngăn cản một đạo đánh lén mũi tên là được. Đinh, một đạo hắc tiễn trực tiếp đánh vào Mạc Quốc Kỵ. Mặt đao bên trên lực lượng cường đại đánh thẳng tới, cũng may Mạc Quốc Kỵ đã thác mạch tầng thứ nhất, hắn vẫn là vào tu luyện trước đó trạng thái. Cái này lực trùng kích đủ để đem hắn oanh bay rớt ra ngoài. Mạc Quốc Kỵ tại trận đạo hắc tiễn về sau, hai chân dùng sức trực tiếp nhào về phía một khối lộ thiên san hô. Hắn sớm đã rõ ràng cái đạo này hắc tiễn chính từ san hô này bắn ra, kết hợp với Cơ Quảng thiết pháp, hắn tự nhiên biết cái này san hô chính là phún tiễn thú. Đối mặt với phún tiễn thú, loại cự vật này cự ly xa đối kháng chính là hành động tìm chết. Thác mạch tầng thứ nhất tăng thêm 27 đường kinh mạch, dù có không tấn cấp, mà Quốc Kỵ trong nháy mắt phát ra tốc độ cực kỳ cấp tốc, khoảng mười mấy thước cơ hồ trong một giây đã tới. Trường đao bổ đến đem không khí xé rách, hồ hồ rung động. Cái kia phún tiễn thú đánh nén Cơ Quảng, không nghĩ tới Mạc Quốc Kỵ đột nhiên thoát ra chặn nó một tiễn, tăng thêm Mạc Quốc Kỵ từ ngăn trở một tiễn này lại vọt đến trước nó nhanh nhắn, thời gian rất ngắn. Cái này phún tiễn thú trong lúc nhất thời vậy mà không có né tránh, vốc đào bổ về san hô bên trên, lại có một loại chém vào huyết nhục cảm giác, một đạo máu tươi phun ra. Mạc Quốc Kỵ đã nhìn thấy cái kia phún tiễn thú hóa thành một cái bóng, trực tiếp từ dưới đao của hắn biến mất không thấy gì, ngoại trừ nghe được một trận bé nhỏ, không thể nghe tiếng gió bên ngoài. Mạc Quốc Kỵ không còn nhìn thấy phún tiễn thú bất kỳ tung tích. Tại vừa rồi san hô vị trí còn có một đám vết máu. Mạc Quốc Kỵ suy đoán ra phún tiễn thú sẽ không lại tới, hắn tranh thủ thời gian quay người, muốn đi giúp Cơ Quảng đám người bận bịu, liền nghe thấy cái kia Hải Dực Báo phát ra một tiếng cuồng bạo gầm thét. Mạc Quốc Kỵ thấy Cơ Quảng loan đào đã đem cái Hải Dực Báo hạ lửa miệng bổ ra, máu tươi trực tiếp phun tới. Hải Dực Báo trong cơn giận dữ có chút mất chướng pháp, bị Cao Quyên cùng Tôn Lê Viêm hai người trường đao đâm vào họng. Không phải là rất cam tâm, Hải Dực Báo thân thể trực tiếp ngã xuống,
đè một khối đá ngầm và nứt mở. Cơ quảng không có đi nhìn bị giết chết hải sực báo, mà lại đi đến Mạc Vô Kỵ trước mặt. Đối với Mạc Vô Kỵ cúi người hành lễ nói ra: Mạc huynh, cảm ơn người cứu ta một mạng. Cơ quảng giúp Đinh Bố Nhị chặn một tay, tự nhiên biết Mạc Vô Kỵ cũng tại thời điểm đó giúp hắn chặn bốn tiễn thú một tiễn. Nếu không phải Mạc Vô Kỵ giúp hắn chặn mũi tên kia trực tiếp xuyên qua cổ của hắn, địa phương khác còn có thể an dưỡng, cổ bị bắn thủng chỉ sợ sống là cơ hội rất ít. Cơ huynh, nếu mọi người là tổ đội, tự nhiên hẳn là đồng tâm hiệp lực. Rồi hãy nói, nếu không phải cơ huynh, Bố Nhị đoán chừng cũng là giành lành ít giữ nhiều. Mạc Vô Kỵ cười nói: Có một câu mọi người ngầm hiểu lẫn nhau, cùng nói là Mạc Vô Kỵ cứu được cơ quản, còn không nói cơ quản cứu được mình. Nếu cơ quản không có cứu đi Đinh Bố Nhị, Mạc Vô Kỵ chắc chắn không đi giúp cơ quản cản lại. Tại hắn trước tiên lựa chọn đi cứu Đinh Bố Nhị. Mạc huynh, người người bạn này ta giao. Trước đó ta còn tưởng rằng ngươi muốn mưu lợi, xem ra là ta tiểu nhân chi tâm. Nếu không phải ngươi trốn một bên chờ đợi cái phún tiễn thú, Cờ đại ca rất khó có thể trốn qua một kiếp này. Nãy giờ không nói gì, Tôn Đề Viêm lần này chủ động nói với Mạc Vô Kỵ: Mọi người không cần khách khí, chúng ta bây giờ liền đi kiếm hải sực báo trứng. Cơ quảng vung tay lên, đi đầu tại phía trước. Cái lần này đám người cơ hồ không có hòa khí phí lực, đến đâu cũng đã tìm được một chỗ trơn nhãn đá ngầm hang động. Hang động rất lớn, cao rộng chừng một trượng có thừa. Còn không có tiến vào trong huyệt động, năm người đã nghe thấy một hồi máu tanh. Chính là chỗ này, cơ quảng đại hỷ nói ra, cái huyệt động này hẳn là hải sực báo lâm thời dùng để đẻ trứng. Nhiều nhất 4 tháng, hải sực báo liền bỏ qua nơi này rời đi. Lâm nhân ngư sâu mà vào, rất nhanh liền tiến nhập vào hang động chỗ sâu. Hang động chỗ sâu có một cái dùng lồng thú dựng to lớn dạng dị xào huyệt. Trong xào huyệt có 6 cái trứng, đây chính là hải sực báo trứng. Để Mạc Vô Kỵ nghi ngờ là cái này 6 cái trứng bên trong năm mai bóng chuyển lớn như vậy, chỉ có một cái, còn lại chỉ bằng 1/3. Không chỉ như thế, còn lại 5 cái mai lớn đều là hắc bạch vằn nhan sắc rất xinh đẹp. Cái viên kia nhỏ trứng chính là màu vàng đất, càng nhìn càng giống đại hào trứng gà. Lần này vận khí không tệ, 5 mai lớn trứng mỗi người một viên. Cái viên nhỏ kia đoán chừng không phải là hải sực báo trứng, hẳn là hải sực báo từ địa phương khác nhặt được. Cái viên nho nhỏ của cũng là cho Mạc huynh, mọi người cảm thấy thế nào? Cơ quảng lúc này liền làm ra phân phối. Đinh Bố Nhị cùng Mạc Vô Kỵ cùng nhau nhìn, đương nhiên không có dị nghị. Tôn Đề Viêm giống như cao quyền đồng ý. Mạc Vô Kỵ thực lực bọn hắn rõ ràng, lần này mọi người có thể lồng tóc không hao tổn tại đây, có thể nói Mạc Vô Kỵ công lao lớn nhất. Mạc Vô Kỵ cười một cái nói: Không cần, ta liền muốn cái này mai nhỏ tốt. Bố Nhị cầm một viên, còn lại 4 cái liền cho cơ huynh 3 người. Dù sao nơi này cơ huynh mang bọn ta tới. Nói xong hắn đi đầu đem cái viên nhỏ trứng kia cầm trong tay. Hắn mục đích sám đã sớm đã đạt được. Nếu như không phải cơ quảng, hắn không tìm thấy nơi này, chứ đừng nói chi là trên đường đi quán thông 27 cái kinh mạch. Nếu là không có Tần Tương Vũ tặng tạp dịch lệnh bài, Mạc Vô Kỵ cũng không giả mồm trực tiếp thu hồi 2 cái trứng. Dù sao một viên hải sực báo trứng nói không chừng có thể cho hắn trở thành một thanh tạp dịch đệ tử. Hiện tại hắn có tạp dịch đệ tử lệnh bài, muốn cái hải sực báo trứng này không có chút ý nghĩa. Đã như vậy không bằng tặng cho cơ quảng, có đôi khi có thể ăn thiệt thòi cũng không phải là chuyện xấu. Đây là Mạc Quốc Kỵ từng có kinh nghiệm quý báu. Liền xem như hắn đem hải sực báo trứng lấy ra, hắn cũng sẽ là không trứng nở. Cái này hải sực báo trứng, đem hải sực báo giết, sau đó ấp trứng hóa hải cánh báo, hậu đại dùng để ngồi. Cái này khiến cho Mạc Quốc Kỵ cảm thấy có chút khó chịu. Dù nãy giết hại rực báo, hắn cũng không hề động qua tay, cũng giống là như vậy. Tốt, đa tạ Mạc huynh rộng rãi. Mạc huynh sau này là ta cơ quảng bằng hữu, nếu là có cần ta cơ quảng hỗ trợ địa phương, Mạc huynh cứ mở miệng. Cơ quảng không nhiều lời từ chối. Hắn một viên hại rực báo chứng hoàn toàn chính xác không đủ, sở dĩ muốn để cho Mạc Vô Kỵ là bởi vì Mạc Vô Kỵ công lao thật so hắn quá lớn, mà lại Mạc Vô Kỵ còn cứu hắn một mạng.
Chương 62: Dược Tiên Môn Đại Hội. Trên đường trở về phi thường yên tĩnh, không có gặp phải một đầu lôi cước lùi ngạc. Lúc này khiến cho Mạc Quốc Kỵ có chút buồn bực, trên người hắn còn 7 bình khai mạch dược dịch, nếu có thể gặp phải một chút lôi ngạc, hắn có thể nắm chắc đem mình lạch mạch lạc mở đến 30 đầu trở lên. Hai ngày sau, Mạc Quốc Kỵ cùng Đinh Bố Nhị về tới Thiên Lạc Tửu Lâu. Thập Liên hay là không bóng người, Đinh Bố Nhị tại biết Mạc Quốc Kỵ có thể tu luyện, Thập Liên lại là một cái tiên sư về sau, quyết định lầm thời tạm phòng cách. Mạc Quốc Kỵ cũng không có khách khí đối với Đinh Bố Nhị, hắn mở tới 27 đầu mạch lạc chính là cần lúc tu luyện. Khi Mạc Quốc Kỵ lần nữa hấp thu linh khí tiến hành chu thiên vận chuyển thời điểm, hắn kém chút nữa kinh trụ, lại nhiều linh khí bị hắn hấp thu cũng giống như giọt nước rơi vào trong biển rộng, sẽ không cho hắn tu luyện mang đến cái bất luận gì ngăn cách cùng trở ngại. Trước đó hắn khi tu luyện tới thác mạch một tầng về sau, rõ ràng cảm nhận được bình cảnh, lúc này mở ra 27 đầu mạch lạc, hắn thậm chí có một loại cảm giác chỉ cần hắn không ngừng rèn luyện hấp thu nhiều linh khí, hắn 27 đầu mạch lạc cũng có thể dung nạp. Không ngừng hấp thu linh khí, tu vị của hắn đang không ngừng tăng lên, mà Cô Kỵ liền xem như không có được chứng kiến thiên tài tu luyện, cũng đoán cho dù là thiên tài tu luyện, thu nạp linh khí tốc độ cũng không nhất định như hắn nhanh. Hắn 27 đầu mạch lạc thật giống như là một mảnh trống trải đại dương mênh mông, mặc cho hắn tùy ý ngao du. Mạc Quốc Kỵ cố nén nội tâm cuồng nghỉ, mạch lạc có hay không linh lạc với hắn không căn bản trọng yếu, lấy hắn tốc độ tu luyện, hắn tin tưởng mình mạch lạc mở theo kịp, không có bất cứ cái gì thiên tài có thể cùng hắn so sánh. Hai ngày thời gian nháy mắt mà qua, Mạc Quốc Kỵ rõ ràng cảm nhận tự mình đã thác mạch tầng thứ nhất đỉnh phong, sắp đột phá thác mạch tầng thứ hai thời điểm hắn lại dừng lại. Không phải hắn mạch lạc hạn chế tu luyện, mà là hắn không có đột phá tầng thứ hai kinh nghiệm. Thẩm Liên lại không tại, hắn sợ nhất mình vạn nhất tu luyện sai lầm sẽ tạo ra khó khăn khó mà bù đắp khuyết điểm. Càng quan trọng hơn, Dược Tiên Môn Đại Hội sắp mở, ai mà biết được đột phá tầng thứ hai cần bao thời gian. Mạc Quốc Kỵ ra khỏi phòng, trông thấy Thẩm Liên đang cùng Đinh Bố Nhị mắt lớn chừng mắt nhỏ. Trông thấy Mạc Quốc Kỵ đi ra, Thẩm Liên lập tức nhíu mày hỏi: Mạc Quốc Kỵ, hắn là ai? Hắn gọi là Đinh Bố Nhị là bằng hữu của ta, lúc đầu gian phòng của ngươi lưu cho hắn, chỉ là ngươi không có chỗ ở, cho nên trước hết để cho ngươi ở. Bố Nhị tới sau kiên trì không dị động tới ngươi gian phòng, cho nên tại thời ở tại phòng khách. Mạc Quốc Kỵ một câu liền đem nguyên bản muốn chất vấn Thẩm Liên nói á hậu không trở lời được. Tựa như cảm giác được mình có chút không đúng, Thẩm Liên vội vàng nói: Dược Tiên Môn Đại Hội đã mở ra, ta tới là gọi người đi thử vận khí một chút. Đinh Bố Nhị trong lòng tạm lúc này thầm khen Mạc Quốc Kỵ biết nói chuyện. Nghe được Thẩm Liên nói Dược Tiên Môn Đại Hội đã mở, lập tức liền đem ánh mắt rơi vào người Thẩm Liên trên thân. Trước kia hắn đối với Dược Tiên Môn Đại Hội không có cái gì chờ mong, hiện ở trên người hắn có một viên hải sức báo chứng, nếu dùng tốt nói không chừng có thể gia nhập một cái tiên môn. Cho dù là một tên tạp dịch đệ tử, có thể gia nhập tiên môn cũng là phi thường chuyện không tầm thường. Huống chi Vô Kỵ cơ hồ là phàm căn đều có thể tu luyện, hắn nói không chừng cũng có thể tu luyện. Đi thôi, chúng ta tới nơi này chính là vì Dược Tiên Môn Đại Hội, Mạc Quốc Kỵ vội vàng nói. Hắn biết chuyện của mình, hắn khẳng định tốc độ tu luyện của mình không thể so với bất luận cái gì thiên tài kém. Nhưng trên thực tế, thật sự hắn không có linh căn, là một phàm nhân. Tại Dược Tiên Môn Đại Hội, hắn một phàm nhân muốn trở thành tiên môn đệ tử chân chính, vậy cơ hội là không thể nào có cơ hội. Mạc Quốc Kỵ đối với cái này không thèm để ý, hắn hiện tại xác định vững chắc có thể gia nhập vào Vô Ngân kiếm phái, trở thành một tên tạp dịch đệ tử. Chuyện này đối với hắn là đủ rồi. Hắn gia nhập tiên môn mục đích chủ yếu là vì tiếp xúc với một chút tiên sư, trong tu luyện không hiểu đồ vật, chỉ ít có thể tìm tới người tu luyện hỏi thăm. Trường Lạc Thành lớn bao nhiêu, Mạc Quốc Kỵ cũng không rõ ràng. Hắn chỉ biết cái Trường Lạc là Tinh Hà Đế Quốc Đô Thành, đồng thời cũng biết Trường Lạc là lớn nhất thành thị. Hắn đến Trường Lạc Thành một tháng, ngay cả Trường Lạc Thành một góc đều không có đi đến. Ngay cả
trưởng Lạc Thành đế cung, tại cái gì phương vị đều không rõ ràng. Hôm nay đi theo Thẩm Liên vào trưởng Lạc Thành. Tinh Hà đế đô quảng trường mới biết được gọi là trường Lạc Thành. Còn có như thế, một cái rộng lớn địa phương, quảng trường ở trong trong ngoài ngoài, khắp nơi đều là đầu người phun trào, mà Quốc Kỵ cùng Thẩm Liên tới muộn, chỉ có thể lưu lại bên ngoài quan sát. Trong sân rộng, ở giữa nhô lên là một cái đồng dạng rộng lớn đá cẩm thạch bình đài. Cái này bình đài chính giữa đứng thẳng lấy một cái cao 2 trượng thủy tinh hình trụ, mà Quốc Kỵ biết đây chính là khảo thí linh căn đồ vật. Ngoại trừ cái này thủy tinh hình trụ bên ngoài, xung quanh có vài chục thiên môn dựng đàn tròn. Mỗi một đàn tròn phía trên đều tiêu chú, tiêu môn danh xưng. Mà tại đại tông môn, đàn tròn hiển nhiên chiếm diện tích khá lớn, kiến tạo càng là to lớn một chút. Tỉ như phía trước nhất thiên cực điện, kiến tạo chẳng những bắt mắt, hay còn là cái tông môn đàn tròn mấy lần lớn nhỏ. Theo Mạc Vô Kỵ, đây chính là một cái vào nghề tuyển dụng hội. Xí nghiệp lớn cùng công ty nhỏ xem xét liền biết, tại mấy cái mấy chục tiên môn chỗ đàn tròn bên ngoài, y nguyên có đông đảo tiên môn bảng hiệu. Bất quá những cái này trên bảng hiệu mặt viết tuyển tập tạp dịch đệ tử, Mạc Vô Kỵ rất dễ dàng nhìn rõ. Vô Ngân kiếm phái tuyển dụng tạp dịch đệ tử chỗ, dựa theo Vô Ngân kiếm phái quy mô, tại cái này mấy chục tiên môn ở trong chỉ có thể là tầm trung đẳng trích xuống dưới. Thập liền nói với Mạc Quốc Kỵ, người thấy không, lần này dược tiên môn đại hội cùng Dĩ Vãn có chút khác biệt. Dĩ Vãn là chỉ định thiên tài có thể tham gia khảo thí, sau đó tham gia tiên môn tuyển bạt. Lần này ngoại trừ các lời chỉ định thiên tài bên ngoài, chỉ cần người cảm thấy mình linh căn không sai đều có thể tham gia tiên môn tuyển bạt. Cũng tỉ như ngươi, mặc dù một cái gia tộc, gia bộc thân phận, nếu như ngươi cảm thấy mình linh căn tiềm chất không sai, người một dạng có thể tham gia tiên môn tuyển bạt. Bạc Quốc Kỵ theo bản năng nhìn một cái đen kịt người, có chút kinh dị hỏi, nếu là những người này đều là tham gia tuyển bạt, cái kia muốn chọn đến khi nào? Thập liền cười ha ha, người cho rằng bất luận kẻ nào cũng có thể bên trên tung tích đài cao khảo thí sao? Chỉ có quy định người mới có thể đi vào trước đài cao khảo thí, không phải là chỉ định thiên tài. Muốn đi đài cao khảo thí nhất định phải trước thông qua bên ngoài khảo thí. Nói Thẩm Liên chỉ vào dọc theo quảng trường một cái cao cao kiến trúc, nơi đó bên ngoài khảo nghiệm địa phương. Lời này bên ngoài khảo thí cũng có chỗ tốt, một cái là thu phí thấp. Thứ hai, nếu là người từ chất khảo thí đi ra không có đủ trở thành tiên môn đệ tử ngoại môn, cũng có thể nhận lời mời tạp dịch đệ tử. Cũng tỉ như những cái kia tạp dịch đệ tử tuyển nhận tại chỗ. Vô Kỵ, ta bên kia kiểm tra một chút linh căn. Đi bố nhị chồng thấy rất nhiều người đều tuôn tới cách bên kia khảo nghiệm đại điện, cũng có chút vội vàng gật đầu. Mà Quốc Kỵ không có ý tiếp tục đi khảo thí linh căn, đối với Đinh Bố Nhị gật đầu, người đi đi, chúc ngươi may mắn. Người là cái nào tiên môn? Mạc Quốc Kỵ bỗng nghĩ đến Thập Liên. Thập Liên hiểu đồ vật nhiều như vậy, tuổi không lớn, đã thác mạch tầng thứ tư, khẳng định không phải là địa phương nhỏ tới. Nói người cũng không biết, Thập Liên tùy một câu, xem ra không muốn trong vấn đề này truy tới cùng. Mạc Quốc Kỵ không tiếp tục hỏi. Hắn trông thấy một thân hình cao lớn nam tử phi thân rơi trong sân rộng, giữa đá cẩm thạch trong sân, liền ở linh căn khảo nghiệm thủy tinh trụ bên cạnh. Người đông nghìn nghịt, đám người kia cũng yên tĩnh trở lại, đều chú mục đến mấy cái thân hình cao lớn nam tử. Ta đại biểu Tinh Hà đế quốc hoan nghênh các đại tiên môn đến trường Lạc chọn đệ tử, cũng hoan nghênh ta Tinh Hà đế quốc đám thiên tài bọn họ đến đây trường Lạc lựa chọn tiên môn. Giờ lành đã đến, điểm pháo mừng. Nam tử cao lớn nói đến đây, đi theo 9 tiếng pháo mừng tại đá cẩm thạch bên bàn vang lên. Người kia là ai? Chẳng lẽ là Tinh Hà đế quốc quốc vương? Mạc Quốc Kỵ nhỏ giọng hỏi thăm bên người Thẩm Liên. Tự nhiên là Tinh Hà đế quốc quốc vương, bằng không ngươi cho rằng là ai? Thẩm Liên trợn mắt nhìn Mạc Quốc Kỵ một chút. Mạc Quốc Kỵ có chút không hiểu, theo lý thuyết
đế vương mặc dù tôn quý, đây lại là tiên môn tuyển bạt đại hội, hắn không tính là cái gì à? Thập Liên im lặng nhìn Mạc Quốc Kỵ, ngươi cho rằng một cái đế quốc quốc vương đơn giản như vậy? Đế vương hoàn toàn chính xác không thể áp đảo một chút tiên môn phía trên, nhưng ngươi cho rằng loại này dược tiên môn tuyển bạt đại hội sẽ có tiên môn đỉnh cấp cường giả tới sao? Tới đây đều là một chút tiểu lâu la mà thôi, liền xem như đại nhân vật cũng bất quá là một hai cái. Mục đích bọn họ tới đây tìm kiếm đệ tử y bát, căn bản sẽ không ra mặt. Chương 63, lo lắng gặp nhau. Dược tiên môn đại hội chính thức mở ra, ta trong này cầu phúc các đại tiên môn có thể tìm tới đệ tử đắc ý, các vị tham gia dược tiên môn đám thiên tài bọn họ có thể nhảy lên thoát phàm, trở thành chân chính tiên môn đệ tử. Theo Tinh Hà Đế Quốc đế quân trên đài nói ra, dược tiên môn đại hội chính thức mở ra. Một đạo rộng vài trượng thông đạo trong đám người xuất hiện, cái thông đạo này trực tiếp thông hướng đế đô trong sân rộng ở giữa đá cẩm thạch bình đài. Giờ phút này, Tinh Hà Đế Quốc đế quân xuống dưới, hai tên phụ trách ghi chép kết quả khảo nghiệm đứng tại linh căn khảo thí thủy tinh trụ bên cạnh. Một tên người mặc quan phục nam tử cầm một cái da cuốn đi đến đá cẩm thạch trong bình đài, lớn tiếng kêu: Trường Lạc Quận, Âu Tạ Sách lên khảo thí, Ngụy Khê chuẩn bị khảo thí. Theo quan phục, phục nam tử báo xong hai cái danh tự, một tên người mặc kim phục thanh niên từ giữa cái đầu kia rộng rãi vài trượng thông đạo cấp tốc đi đến, tới cập đá trước bình đài, thân hình nhảy lên rơi vào đá cẩm thạch trên bình đài. Rơi vào trên đài về sau, thanh niên cũng không có lập tức đi khảo thí, ngược lại quay người đắc ý nhìn một chút đông đảo tụ tập trên quảng trường người. Không thể không nói, thanh niên này dáng người rất là hấp dẫn, thậm chí đứng ngoài quan sát giọng nữ rít gào lên. Thập Liên cười lạnh một tiếng, gia hỏa này quá yêu hiện, trừ khi là linh căn nghịch thiên, nếu không không có đại tiên môn muốn bởi vì hắn tiến bộ có hạn. Màu vàng thanh niên đứng tại khảo thí thủy tinh trụ phía trước, một đạo hào quang màu vàng đất từ thủy tinh trụ phía dưới xông lên thẳng tới 5 thước, địa phương mới ngừng lại. Đứng tại thủy tinh khảo thí trụ bên cạnh đi theo liền cao giọng tuyên bố: Trường Lạc Quận, Âu Tạ Sách, trung phẩm thổ linh căn, tư chất trung hạ. Mã Quốc Kỵ trông thấy cái kim phục thanh niên sắc mặt còn tính là hài lòng, hiển nhiên hắn đã sớm rõ ràng mình linh căn tư chất, biết rằng hắn linh căn tư chất có thể gia nhập một chút tiên môn, trở thành đệ tử ngoại môn. Bất quá thanh niên này sắc mặt vẫn rất nhanh ngưng động, hắn trông không có thấy một cái nào tiên môn đối với hắn có ý hướng. Đừng nhìn Tinh Hà Đế Quốc vương nói rất đơn giản, vậy chính là có linh căn, người có lựa chọn mình muốn đi tiên môn. Nhưng trước đây, ra điều kiện người có thể lựa chọn tiên môn, nhất định là phải đối với người có ý hướng tiên môn. Nếu như đối với người không có mục đích, người lại có linh căn cũng không có ý nghĩa nào. Màu vàng thanh niên có chút ngây người, người khác không có cố kỵ hắn. Một tên khác phụ trách khảo thí linh căn nam tử gặp Âu Tạ Sách còn đứng trên đài, có chút không cao hứng hỏi: Không có tiên môn lựa chọn ngươi, ngươi còn không tranh thủ thời gian xuống dưới? Đúng đúng, Âu Tạ Sách lúc này mới tỉnh ngộ, đỏ bừng khuất mặt bước nhanh hướng dưới đài. Mạc Quốc Kỵ lắc đầu, gia hỏa này liền xem như bị tiên môn tuyển chọn, thành tựu cũng không quá cao, không nói trước đó hắn tư chất không ra đâu vào đâu, chính là hiện tại hắn cũng không được tuyển, sau không phải là thất lạc mà xấu hổ, đây cũng không phải vốn có truy cầu cường giả tâm tính. Khảo thí trụ lúc này lập lòe ra một đạo tiếp tục 9 thước kim sắc quang mang. Trường Lạc Quận, Ngụy Khê thượng phẩm kim linh căn, tư chất trung thượng. Khảo thí linh căn, người phụ trách lần nữa kêu lên. Lập tức Mạc Quốc Kỵ đã thấy hai cái tông môn vị trí sáng lên kim quang, hắn nghi hoặc nhìn Thẩm Liên nói: Thẩm Liên, đây là hai cái tông môn nhìn như chúng Ngụy Khê a, vì sao một cái thượng phẩm linh căn chỉ có hai cái tông môn lựa chọn,
chẳng lẽ tại nơi này tiên môn đều muốn cực phẩm linh căn? Thập Liên đáp, tự nhiên không phải, trừ khi những cái đỉnh cấp từ chất thiên tài, bình thường tình huống dưới tại tiên môn lựa chọn về sau, các cái khác tiên môn bình thường không tham dự tranh đoạt. Nơi này hai nhà tiên môn lựa chọn, hẳn là hai nhà này đồng thời sáng kim quang, bằng không mà nói, người trông thấy hay là một cái địa cấp tông môn Kim Thương Tông cùng Hỏa Loan đồng thời tuyển chọn Ngụy Khuê, xin mời Ngụy Khuê tiến đến tông môn chọn lựa. Kế tiếp, Trường Lạc Quận Thừa Phỉ tiến hành khảo thí. Phụ trách khảo nghiệm làm từ lần nữa kêu lớn, đông đảo sốt ruột, ánh mắt hâm mộ nhìn vào Ngụy Khê trên thân. Ngụy Khê chẳng những nhận được địa cấp tông môn ưu ái, còn có thể lựa chọn tông môn. Mọi người ở đây ánh mắt theo Ngụy Khê di động thời điểm, một đạo phóng lên tận trời hào quang màu đỏ hấp dẫn mọi người. Đạo ánh sáng này mang một trượng, năm sáu tả hữu, lại đến trước vài thước, liền muốn cùng định. Không chỉ như thế, đạo tia sáng này còn cực kỳ lóa mắt. Mạc Quốc Kỵ lần nữa nhớ tới Yên Nhi, lúc trước Yên Nhi khảo nghiệm thời điểm, chính là như vậy, một đạo phóng lên tận trời quang mang. Yên Nhi quang mang sở dĩ không có cái gọi là thừa vị người cao, khẳng định là bởi vì khảo thí thủy tinh trụ đẳng cấp không đủ. Trường Lạc Quận thừa vị cực phẩm hỏa hệ linh căn, tư chất tốt nhất. Phụ trách khảo nghiệm người báo danh thanh âm đều có chút run rẩy. Cơ hồ tại khảo nghiệm này báo ra thừa vị đồng thời, hơn 10 tiên môn đồng thời sáng lên màu vàng. Rất rõ ràng, cái này gọi là thừa vị gia hỏa, đưa tới 10 nhà tiên môn tranh đoạt. Chuẩn thiên cấp tông môn Thiên Cực Điện, Ly Hỏa Tông, Bích Lạc Môn, Thiên Ma Tông. Theo cái này, phụ trách khảo nghiệm lên tiếng báo tông tên. Mạc Quốc Kỵ bên người Thập Liên đều có chút khiếp sợ, thấp giọng nói ra, khá lắm, lần này cơ hồ là toàn bộ Tinh Hà Đế Quốc Chuẩn Thiên Tông đều gia nhập tranh đoạt ở trong. Mạc Quốc Kỵ nắm chặt nắm đấm, hắn nghĩ tới cái nữ nhân chết tiệt cướp đi Yên Nhi, càng là tức giận không thôi. Lời lạnh mới chính là Yên Nhi địa phương lên tới để cho Yên Nhi tại những lầy đại tông môn chọn lựa, mà không phải là bị cướp đi. Nhiều như vậy Chuẩn Thiên Tông có thể lựa chọn tùy ý, đây quả thực là cao thì trạng nguyên đại ngộ. Tại mọi người hấp mộ và ánh mắt kính sợ bên trong, thừa vị liền chọn Thiên Cực Điện. Đằng sau linh căn khảo thí không còn có cực phẩm linh căn xuất hiện, tốt nhất cũng chỉ là thượng phẩm linh căn, nhiều hơn chính là hạ phẩm linh căn, cái trung phẩm linh căn. Vô Kỵ, ta lại trung tâm thổ linh căn, ta sẽ chờ muốn đi tham gia dược tiên môn khảo thí. Đình Bố Nhị hưng phấn vô cùng, âm thanh truyền đến đi theo Mạc Quốc Kỵ đã nhìn thấy hứng thú bừng bừng tới Đình Bố Nhị. Bố Nhị chúc mừng ngươi. Mạc Quốc Kỵ cũng là vì Đình Bố Nhị cao hứng. Ngươi vì cái gì không chạm thử vận khí? Thập Liên nghi hoặc nhìn Mạc Quốc Kỵ. Mạc Quốc Kỵ không nói gì, hắn chính là một phàm căn, làm sao tới đây vào vận khí. Văn Mạn Châu lên đài khảo nghiệm. Đình Bố Nhị lựa cầu về sau, theo bản năng ngừng lại lời nói. Hắn nhớ tới Văn Mạn Châu cùng Mạc Quốc Kỵ ở giữa nghe lời đồn. Một màu đỏ cột sáng bay thẳng từ 8 thước nhiều vị trí mới ngừng lại. Mạc Quốc Kỵ trong lòng cảm khái, cái này Văn Mạn Châu từ chất thực lực không tồi. Quả nhiên khảo nghiệm gia linh căn nam tử lớn đưa tin, thừa vũ quốc Văn Mạn Châu hỏa hệ thượng phẩm linh căn, từ chất trung thượng. Có 3 nhà tiên môn đồng thời sáng lên kim quang. Hiển nhiên đối với hỏa hệ linh căn, Văn Mạn Châu cảm thấy hứng thú. Mạc Quốc Kỵ trông thấy Thiên Cực Điện kim quang sáng lên, liền biết Văn Mạn Châu sẽ lựa chọn Thiên Cực Điện. Nữ nhân này quả thực là vận khí tốt. Đình Bố Nhị màng theo ghen ghét nói. Mạc Quốc Kỵ mỉm cười, thượng phẩm linh căn thì thế nào, hắn không có linh căn, không chắc so với thượng phẩm linh căn yếu hơn đi. Không có linh căn không thể tu luyện, đối với hắn không thích hợp. Cút ngay, dược tiên môn đại hội tại sao lại xảy ra cái loại này ăn mày tới? Đơn giản có vài cái nhục trang nghiêm đại hội. Một cái quát lớn thanh âm sau lưng Mạc Quốc Kỵ cách đó không xa vang lên. Mạc Quốc Kỵ nghe được một tiếng đau đớn rên lên. Mạc Quốc Kỵ theo bản năng quay đầu lại một dạng, làm hắn trông thấy một tên tóc ba tai bù xù yếu lữ tử bị một người một cước đá bay ngã nhào trên đất thời điểm, trong lòng đột nhiên nắm chặt cơ
cơ hồ sau đó một khắc Mạc Quốc Kỵ vọt tới là Yên Nhi. Người kia khẳng định Yên Nhi, hắn tuyệt không có lầm. Thế nhưng Yên Nhi vì sao tại ở chỗ này còn rơi vào kết quả như vậy?